Dạ em chào mọi người. Đấy, cái xe bồn bên em mới đi bốc về mọi người ạ. Bữa nay là có thùng phi này, thùng phi nắp mở, nắp lớn đó. Có bồn nhựa này, bồn inox này, bồn nhựa 1,5 khối, bồn inox 1 khối, bồn nhựa 1 khối luôn, có luôn mọi người ha. Ai mình cần sử dụng cái bồn bao nhiêu lít, thùng phi như thế nào, bên em có hàng cấp cho mọi người rồi ha. Mọi người mình nhớ đặt hàng sớm sớm để bên em ghép xe đi giao cho mọi người một loạt, thì xe bên em nó sẽ đầy như vậy này, đi nó không bị sóc. Và ít quá đi, thứ nhất là hao nhiên xăng, thứ hai là nó cũng sóc lên sóc xuống, cũng hơi sốt ruột đó mọi người. Hồi buổi trưa là bên em đi xuống chỗ Bình Chánh ấy, mọi người. Và cái xưởng đấy là xưởng họ sản xuất nước rửa tay, nước rửa chén. Giờ họ trả xưởng, họ trả mặt bằng, họ thanh lý bồn nước lại, mua hết, phải chở 3 chuyến như thế này mới hết được không? Nhưng mà họ vẫn còn hàng, họ dồn lại, cho nên là cứ dồn được bồn nào thì bên em chở bồn đó. Hôm nay dồn được 1 chuyến, ngày mai ngày mốt thì dồn được 2 chuyến nữa. Cái xe này nó cũng không được lớn mọi người, xe này chỉ chở được khoảng 12-13 khối bồn thôi, cả thùng phi cả bồn nó được 13 khối nha mọi người. Thùng phi nhỏ nhỏ nhét ở khe đấy. Có thùng phi 160 lít, có thùng phi 200 lít.